Thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với các cuộc vận động lớn của ngành giáo dục đã và đang tác động tích cực đến chất lượng dạy và học của thầy trò trường Trung học phổ thông Thới Lai. Tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp trung học phổ thông và đại học cũng như học sinh giỏi cấp thành phố được nâng lên hàng năm. Và với một ngôi trường ở huyện vùng xa như Thới Lai thì việc giảm dần tình trạng lưu ban bỏ học có ý nghĩa hết sức quan trọng. Kể từ khi thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo và phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, trường Trung học phổ thông Thới Lai, huyện Thới Lai đã giảm dần tình trạng học sinh lưu ban bỏ học. Thì chúng tôi đánh giá thấy rằng về việc chuyên cần của các em học sinh có nâng lên, về việc thực hiện quy chế nề nếp chuyên môn của các giáo viên là cũng có chuyển biến rất là tích cực. Ngay cả là việc văn phòng tiếp dân của chúng tôi thì cũng có sự chuyển biến rất là tích cực so với trước đây. Chúng tôi nhận thấy rằng là các giáo viên thì họ đã có cái chuyên tâm hơn trong việc đào sâu chuyên môn, thực hiện đúng các nề nếp chuyên môn, không bỏ giờ, không vào trễ ra sớm, chấm chữa bài cho học sinh là nghiêm túc, có sửa chữa và công tâm hơn trong quá trình giảng dạy. Không dừng lại ở việc phát động tất cả đảng viên, đoàn viên công đoàn, đoàn viên thanh niên đăng ký những việc cụ thể làm theo gương Bác sau khi đã được quán triệt chuyên đề hàng năm, mà từ khi có chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cấp ủy và ban giám hiệu trường Trung học phổ thông Thới Lai thống nhất ban hành quy chế làm việc, xác định rõ chức trách của người đứng đầu cấp ủy đảng, các đoàn thể chính quyền, các tổ bộ môn, phát huy đúng mức vai trò giáo viên chủ nhiệm. Đối với công tác chủ nhiệm ở trên lớp á, thì việc mà giao quan trọng nhất tức là cái trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm đối với từng em học sinh và coi các em giống như là một đứa con trong gia đình của mình và tạo cho các em một cái mối đoàn kết liên hệ với nhau để tạo một cái khối tập thể vững bền. Nhóm pháp chế, tổ tư vấn đi vào hoạt động, bước đầu đã giúp cán bộ giáo viên nhà trường cập nhật kịp thời và góp phần giám sát việc thực hiện chủ trương chính sách của đảng, pháp luật nhà nước, các quy định, chế độ chính sách của ngành, tránh được những thắc mắc không đáng có, khối đoàn kết được tăng cường, bên cạnh đó cũng giúp học sinh gạt bỏ những suy nghĩ lệch lạc, việc làm chưa ngoan, xác định đúng đắn động cơ học tập. Chúng tôi nhận thức là mình phải có một cái nghĩa vụ hoặc là bổn phận là phải tư vấn cho các em, đặc biệt là các kỹ năng sống. Thì trong cái quá trình học tập thì chúng tôi cũng theo dõi và đặc biệt là kết hợp với giáo viên chủ nhiệm đó, thì cũng phát hiện ra các em có một số em là chậm tiếng hoặc là có những cái biểu hiện ví dụ như là không lo học tập, và có những cái biểu hiện ví dụ như là các em vô các em bị trầm cảm gì đó. Thì chúng tôi lại mời lên các em để mà làm việc, để các em có một cái định hướng đúng đắn để các em học tập tốt hơn. Khi mà cô tư vấn cho em thì em cảm thấy là điều đó là chính đáng và em cố gắng thực hiện cái mục đích của mình là học tập sau này để có thể lo cho bản thân và gia đình của em. Không lý luận cao siêu, bằng những việc làm đơn giản và gần gũi, làm hết cái tâm của người thầy, chính là đã làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Thế là cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, trở thành nhiệm vụ thường xuyên, tác động tích cực đến chất lượng dạy và học của nhà trường. Số học sinh bỏ học hàng năm giảm rõ rệt. Năm học 2011-2012 có 21 học sinh bỏ học, giảm 67 em so với năm học 2008-2009. Kết quả tốt nghiệp và học sinh đạt học lực giỏi năm sau cao hơn năm trước. Năm học 2009-2010, tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp trên 94%, có 52 em đậu đại học nguyện vọng 1, 8 học sinh giỏi cấp thành phố. Năm học vừa qua, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp đạt 99,74%, 91 em đậu đại học nguyện vọng 1, trong đó có 9 em đậu vào học viện quân sự, 15 học sinh giỏi cấp thành phố. Từ năm 2010 đến nay, nhà trường có thêm 15 cán bộ giáo viên được kết nạp vào đảng.